Chào các bạn, hôm nay chúng ta đến với bài học số 5 trong chương trình Tự học tiếng Hàn trình độ tiền trung cấp. Bài hôm nay với chủ đề 한국 음식을 만들 줄 알아요, có nghĩa là tôi biết làm món ăn Hàn Quốc. Chúng ta vào câu đầu tiên. Câu đầu tiên như sau. 오늘은 한국의 음식을 소개할까 해요. Chúng ta gặp lại mẫu câu, động từ cộng với 을까 해요, đúng không ạ? 갈하다 có nghĩa là dự định sẽ làm gì, đúng không? Với cái mức độ không chắc chắn lắm. Nhưng mà trong ngữ cảnh này chúng ta có thể hiểu là hôm nay tôi sẽ giới thiệu, đúng không ạ, về món ăn Hàn Quốc. Nó giống như cấu trúc ở đây trong ngữ cảnh này, nó giống như là I would like to do something hay là I'm going to do something, đúng không ạ? Tôi sẽ làm gì? Đó. Nên nhớ nhá, 소개하다 có nghĩa là giới thiệu. Câu số 2. 저는 처음에는 한국 음식이 입에 안 맞춰서 잘 못 먹었는데 지금은 잘 먹게 되었어요. Có hai vế chúng ta sẽ tách ra, đúng nào? Đó, vế 1 đó là ban đầu, 처음에는 đó là ban đầu, thì món ăn Hàn Quốc đúng không ạ? Không hợp khẩu vị với tôi. Chúng ta có cụm từ là 입에 맞춰서 hay là mặt tà có nghĩa là vừa miệng, hợp khẩu vị. Thế còn có phủ định từ an ở đây có nghĩa là không, đúng không ạ? Ban đầu thì món ăn Hàn Quốc không hợp khẩu vị của tôi, cho nên là gì đây? Tôi đã không ăn được, đúng không ạ? Một cách ngon miệng, đúng nào? 잘 못 먹었는데. Đó, và chúng ta lại gặp lại từ cấu trúc là 는데, đúng nào? 는데 có nghĩa là thể hiện cái sự tương phản trong cái cảnh này. Nhưng bây giờ chỉ có mình 잘 먹게 되었어요 lại là một cái mẫu câu ở trình độ tiền trung cấp chúng ta đã gặp trong bài số 1, đúng nào? Động từ cộng với 게 되다 có nghĩa là trở nên như thế nào đó. Nhưng mà bây giờ do ở Hàn Quốc lâu rồi thì tôi đã bắt đầu gì ạ? Tôi quen, đúng không ạ? Và tôi ăn cảm thấy rất là ngon miệng. Câu tiếp theo, 이제는 한국 음식도 만들 줄 알아요. Đây là trọng tâm ngữ pháp của bài hôm nay. Động từ cộng với đuôi 을, 리을 cộng với 줄 알아, 알다 có nghĩa là biết làm gì, đúng không ạ? Thế còn nếu mà thay cái từ 알다 bằng từ 모르다 đó là không biết làm gì, nó giống như cấu trúc là know how hoặc là don't know how to do something, được chưa nào? Vậy thì cái việc chúng ta chỉ cần nhớ chỉ đơn giản là gì? Động từ có của âm cuối chúng ta cộng với 을, thế còn động từ không có của âm cuối chúng ta cộng với 리을, đúng không nào? Cộng với 줄 알다. Vậy cái câu này có nghĩa là sao đây? Câu này có nghĩa là và hiện nay thì tôi còn có cái gì nhỉ? Tôi còn biết làm cả món ăn Hàn Quốc nữa. Câu tiếp theo, 한국 음식을 만드는 것은 어렵지 않나요? Đây là một cái danh động từ, đúng nào? 만들다 đó là làm, chúng ta đã gặp rồi. 리을 cộng với 만들다 làm cái gì, làm món gì, đúng nào? Và có thể hiểu rằng ở đây là một cái danh động từ, tức là biến động từ thành danh từ bằng cách thêm đuôi niên, đuôi nân, đúng không ạ? Nân cọt có nghĩa là cái việc làm món ăn Hàn Quốc thì không khó. 어렵지 않나요? Chúng ta gặp từ này ở trong trình độ sơ cấp, đúng nào? Muốn phủ định chúng ta có hai cách, một là an cộng với động từ tính từ, thế còn nếu không ấy, chúng ta sẽ cộng với 지 않다 có nghĩa là không, 어렵다 là khó, vậy không khó tức là 어렵지 않나요. Câu tiếp theo, 이 음식은 잡채인데 한국에서는 특별한 나래 잡채를 만들어요. Chúng ta cũng có hai vế, đúng nào? Đó là đến phần 인데 này, danh từ cộng với 인데, đúng không ạ? Có nghĩa là món gì? Món này là món 잡채, chúng ta đã gặp trong bài số 1. 잡채 là món miến trộn, đúng không nào? Nổi tiếng của Hàn Quốc. Đây là món miến trộn và đúng không ạ? Đây là kết nối này. Ở đây trong ngữ cảnh này không phải là tương phản nữa đâu ạ, mà là gì? Nó lại là một cái tình huống, đúng không? Cái bối cảnh để dẫn ra mệnh đề thứ hai. Có thể hiểu là đây là món Hàn Quốc và người ta thường, đúng không ạ, làm cái món này vào những cái dịp đặc biệt, đúng không ạ, ở Hàn Quốc. Đấy, những cái dịp đặc biệt chúng ta có từ là thức beo ran. Đây là một cụm định ngữ bổ nghĩa cho từ nal là ngày, tức là những ngày đặc biệt hoặc là những cái dịp đặc biệt. Special occasion, đúng không ạ, special occasion ở trong tiếng Anh đấy ạ. Tiếp tục, 어제는 친구 생일이라서 집에서 잡채를 만들어서 친구와 함께 먹었어요. Chúng ta cũng có gì ạ? Chúng ta có hai vế, đúng không nào? Đó là cái phần ra sao này.
có nghĩa là hôm qua là sinh nhật của bạn tôi. Sengiri ra so, đúng không ạ? Động từ cộng với y ra so hoặc là ra so có nghĩa là bởi vì, because of đấy ạ. Bởi vì ngày hôm qua là sinh nhật của bạn tôi, cho nên là gì đấy ạ? Đấy, chúng tôi đã làm đúng không? Tôi đã làm cái gì đúng không nào? Làm món chặt chê này, đó, cùng với bạn bè và ăn cùng, đúng không ạ? Tôi đã làm và ăn cùng với bạn bè thì đúng hơn. Màn tư ra so vào đây là kết nối này, đúng không ạ? Sau đó thì ăn cùng bạn bè. Đấy. Yoro kachi ya cheru taro taro bokun bu bue moa so hanbon to bokun mian tuyo yo. Câu này có nghĩa là gì? Câu này hơi khó này, có nhiều từ mới này. Chúng ta có từ ya che, chúng ta biết rồi đúng không ạ? Ya che đó là nguyên liệu. Yoro kachi ya che có nghĩa là nhiều nguyên liệu khác nhau. Taro taro bok ta có nghĩa là xào. Cái từ stir fry trong tiếng Anh, bok ta đúng không ạ? Stir fry có nghĩa là xào. Và taro taro là separately có nghĩa là xào riêng, xào riêng từng nguyên liệu khác nhau. Đấy, và sau đó đúng không ạ, chúng ta có onion hue có nghĩa là after doing something có nghĩa là sau khi xào xong riêng rẽ từng nguyên liệu thì sao ạ? Thì trộn chung vào nhau chúng ta có từ mo uta. Mo uta khi cộng với a o yo so nó chuyển thành mo a so. Đấy, tức sau đó trộn với nhau và một lần nữa đúng không ạ? Lại xào thêm một lần nữa là được. Đó, chúng ta có cấu trúc là động từ cộng với mion u mion tuệ tà, làm gì đó thì được đúng không nào? Hanbon tho bok ku mion tuệ đồ. Vậy tóm lại cả câu này chúng ta có yoro kachi ya cheru taro taro bokun bue moa so hanbon tho bok ku mion tuệ đồ. Câu tiếp theo orapchi anunika yoro bunto hanbon mantero boseo. Chúng ta có hai vế và unika đúng không ạ? Nika, unika, động từ unika, tính từ cũng vậy. Cộng với unika hoặc nika có nghĩa là bởi vì đấy ạ, cũng là bởi vì. Vì không khó ạ, cho nên là gì? Mọi người cũng hãy thử làm một lần. Yorobunto, hanbon, mantura boseo. Những câu cuối cùng ạ. Cho nên, ibon bằng hắc kế nên, thayang han, hankuk ứng sikul, beoko, sipozo, hankuk yori hắc quần ne, thanil ka heo. Chúng ta có hai vế đúng không nào? Vào mùa hè này thì sao ạ? Tôi muốn học thêm những cái món ăn đúng không ạ? Đa dạng khác, món ăn Hàn Quốc đa dạng khác. Và cho nên là tôi đang nghĩ tới cái việc là sẽ đâu ạ? Sẽ Thanita đúng không ạ? Quần nê Hanika Thanita là sẽ đi học tại một cái học viện nấu ăn của Hàn Quốc. Đó, một cái viện nấu ăn đúng không? Dạy nấu ăn đấy. Một cái viện nấu ăn đúng không ạ? Và chúng ta có cấu trúc chúng ta có rồi. Danh từ chỉ nơi trốn, chúng ta cộng với e cộng với kata, ota hoặc là thanita, đi đâu đó hoặc đi học ạ. Trong mắt chimi isu kot katayo, chúng ta lại gặp lại cấu trúc đúng không ạ? Đó là tính từ động từ cộng với un liul kot katha, tức là sự cái cụm từ có mang nghĩa là gì ạ? Có vẻ như, dường như đúng không ạ? Sẽ rất thú vị đây. Đây là mang nghĩa tương lai. Thế còn nếu mà hiện tại thì chúng ta sẽ cộng với nên đúng không ạ? Còn cả thà. Đấy, chắc chắn là sẽ thú vị lắm đây. Và bây giờ kết lại, chúng ta sẽ tổng kết lại một số từ mới này. Chúng ta có từ thức peo ra tà có nghĩa là đặc biệt. Thức peo ran na có nghĩa là những cái dịp đặc biệt. Chúng ta có từ thai giang ha tà là đa dạng. Thai giang han cũng là định ngữ. Thai giang han, han quốc âm xích có nghĩa là những cái món ăn đa dạng. Đó, và về ngữ pháp thì chúng ta có là gì? Chúng ta có là động từ cộng với ul riel chu ara arayo hoặc là molayo, biết làm gì hoặc không biết làm gì. Ok. Ví dụ chúng ta nói là gì? Tôi biết làm món bibimbap đúng không ạ? Món cơm trộn, tôi sẽ nói là gì đây? Bibimbap mantul chu arayo đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại văn bản này và kết thúc bài học ở đây. 오늘은 한국의 음식을 소개할까 해요. 저는 처음에는 한국 음식이 입에 안 맞아서 잘 못 먹었는데 지금은 잘 먹게 되었어요. 이제는 한국 음식도 만들 줄 알아요. 한국 음식을 만드는 것은 어렵지 않아요. 이 음식은 잡채인데 한국에서는 특별한 날에 잡채를 만들어요. 어제는 친구 생일이라서 집에서 잡채를 만들어서 친구와 함께 먹었어요. 여러 가지 야채를 따로따로 볶은 후에 모아서 한 번 더 볶으려,
오크면 돼요. 어렵지 않으니까 여러분도 한번 만들어보세요. 저는 이번 방학기는 다양한 한국 음식을 배우고 싶어서 한국 요리 학원에 다닐까 해요. 정말 재미있을 것 같아요. 너무 그만 해가 블락 참고 보고 싶은 사오. 감사합니다. 또 만나요.